Chào mừng các bạn đến với kênh ToFu Review. Lưu ý trước khi xem, đây là video ghép ảnh chỉ tập trung vào tình tiết gay cấn thú vị của chuyện nên đừng ai thắc mắc về ảnh à em. Xin cảm ơn. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Nếu coi Trung Nguyên là một bàn cờ vây rộng lớn, thì nơi lão phải đặt quân cờ để thoát khỏi cảnh bị bao vây từ phía không phải bên trong mà là bên ngoài vòng vây. Bởi vì lão phải tạo ra được đồng minh cho quân cờ bên trong thì thế trận mới không bị đảo ngược. Ngươi nghĩ giá trị của Hoa Sơn đến mức đó thật sao? Bây giờ Hoa Sơn cũng không còn trong cửu phái nhất bang nữa rồi mà. Dù không phải cửu phái nhất bang thì vẫn có giá trị chứ. Lão nghĩ nếu Hoa Sơn thuộc cửu phái nhất bang thì bọn ta có bị điên không mà đi bắt tay với Đường Môn. Tất nhiên là bọn ta phải giao lưu với các bang phái khác thuộc cửu phái nhất bang khác rồi. Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt bàng hoàng. Dù chuyện đó có đúng đi chăng nữa thì bình thường làm gì có ai dám mở miệng nói ra lời đó, ngay trước mặt môn chủ Đường Môn lão đừng làm màu nữa, vào thẳng vấn đề đi. Chứ cứ đi lòng vòng nói chuyện phiếm thế này chẳng thú vị gì cả. Môn chủ muốn lôi kéo Hoa Sơn về phía mình là để kìm hãm cửu phái nhất bang đang bao vây đường môn chứ gì. Đó mới chính là mục đích thật sự của lão phải không? Nếu như tin đồn đường môn trở thành đồng minh của Hoa Sơn lan truyền ra ngoài thì bọn họ không thể không bận tâm đến Hoa Sơn được. Như vậy thì việc kìm hãm đường môn sẽ bị nới lỏng. Bởi vì việc kìm hãm đó đã chuyển hướng sang Hoa Sơn rồi. Đường quân nhạc thở dài. Dù sao thì ta, đường quân nhạc đổi tư thế và rồi hắn ta nhìn thanh minh bằng gương mặt có phần thận trọng hơn hình như ta đã nhìn nhầm ngươi rồi như thế nào cơ ngươi không chỉ là một kẻ mạnh về trình độ võ công thôi chính xác là một tên tiểu tử xào trá quỷ quyệt đường bảo cái tên khốn đường bảo đâu rồi cứ đợi đến lúc ta gặp được đệ đi đệ không biết dạy dỗ hậu nhân của mình cho đàng hoàng à không biết đường quân nhạc có biết được suy nghĩ của thanh minh hay không mà hắn cứ nhìn thanh minh chằm chằm không nói câu nào rốt cuộc cái tên nhóc này đường quân nhạc chưa từng bị chọc ngoáy nhiều như thế này. Đặc biệt là khi kẻ vạch trần toàn bộ suy nghĩ của hắn ta lại là một tên tiểu tử còn chưa sống đến nửa đời người. Hóa ra bất lực chính là như thế này. Đường quân nhạc lặng lẽ thay đổi đánh giá về Hoa Sơn và Thanh Minh. Và sự thay đổi đó đã khiến hắn ta thay đổi thái độ. Ta thừa nhận, đúng là ta muốn như vậy. Đường quân nhạc thẳng thắn thừa nhận lời Thanh Minh nói. Biện minh bằng một lời nói dối trước kẻ đang nhìn thấu bản thân mình không phải là thượng sách nếu hai bên không thể tin tưởng lẫn nhau thì sẽ rất khó để thương lượng vậy nên cứ thẳng thắn thừa nhận sẽ tốt hơn ý ngươi là suy nghĩ của đường môn khác với suy nghĩ của hoa sơn đúng không không phải những vấn đề khác thì không sao duy trì duy trì nếu hai bên trở thành đồng minh thì đường môn sẽ ung dung hơn còn hoa sơn lại phải chịu sự kìm hãm thật không công bằng chút nào ừm ta muốn một cái giá thích đáng không phải là một cái giá được đưa ra để làm màu mà phải là một cái giá thích đáng Thanh Minh nhìn đường quân nhạc bằng một ánh mắt tĩnh lặng. Phải như vậy thì mới thương lượng được chứ. Ừm, đúng là như vậy. Nếu thế thì ta. Thanh Minh vội vàng nhảy vào họng đường quân nhạc trước khi lão ta kịp nói hết câu. À, trước đó, hửm, bản dịch được thực hiện bởi AH Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVL. COM, đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVL. COM, nét cười cợt trên mặt Thanh Minh đã biến mất. Ta muốn làm rõ một chuyện. Chuyện này không phải là do Đường Môn ban tặng cho Hoa Sơn, mà là Hoa Sơn đã đồng ý sự nhờ cậy của Đường Môn. Vì vậy nên lão hãy dẹp cái thái độ của người trên nhìn kẻ dưới đi, bởi vì bây giờ ta đang thay mặt cho Hoa Sơn đấy. Gương mặt Đường Quân Nhạc nhất thời đông cứng lại trước lời khẳng định chắc nịch đó của thanh minh. Chỉ trong một thời gian ngắn mà biểu cảm trên mặt của Đường Quân Nhạc biến hóa không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng, những lời được nói ra sau sự biến sắc ấy lại không còn chút tư thái bề trên nào. Là ta đã phạm phải sai lầm rồi đường quân nhạc đứng dậy tạo thế bao quyền với thanh minh môn chủ tứ xuyên đường môn đường quân nhạc xin tạ lỗi với hoa sơn thanh minh tiểu đạo trưởng ta chấp nhận lời xin lỗi này thanh minh vừa tạo thế bao quyền đáp lễ vừa mỉm cười rồi hai người quay lại chỗ ngồi nhìn nhau mà không nói lời nào mặc dù nhìn bề ngoài thì họ không khác gì so với lần đầu tiên gặp nhau nhưng trong lòng họ đã hoàn toàn thay đổi vậy hoa sơn muốn đường môn làm gì cho hoa sơn để chúng ta có thể bắt tay hợp tác với nhau đây ta có ba điều kiện ba điều kiện đầu tiên là vũ khí gương mặt của đường quân nhạc trở nên cứng đờ độc và ám khí của đường môn tuyệt đối không thể để lộ ra bên ngoài nếu ngươi muốn ám khí của đường môn thì ta e chúng ta không thể đạt được thỏa thuận này rồi ý ta không phải ám khí dù hoa sơn có ám khí đi chăng nữa thì cũng chẳng dùng được đâu vậy ý của ngươi là thanh minh rút thanh kiếm đang đeo ở bên hông mà không nói lời nào mặc dù rút kiếm ra trước mặt môn chủ đường môn mà không có sự cho phép của lão ta là một hành động cực kỳ vô lễ Thế nhưng Đường Quân Nhạc biết hắn làm vậy là có ý đồ nên chỉ ngồi yên quan sát hắn. Lão thấy thanh kiếm này chứ, ừm, Mai Hoa kiếm của Thanh Minh đã bị phá hủy hoàn toàn. Chất liệu của thanh kiếm này không tốt chút nào. Mặc dù ta đã dùng hơi mạnh tay, nhưng ngay từ đầu nó đã không phải là một thanh kiếm tốt. Tuy nhiên đây là chuyện không thể tránh khỏi, bởi vì trước đây Hoa Sơn không có tiền. Đúng là bây giờ Hoa Sơn đã có một chút tiền, nhưng việc tìm kiếm thợ rèn có thể tạo ra một lượng lớn những thanh kiếm tốt là một chuyện rất khó. Đúng là những người tài như vậy đã sớm bị các môn phái khác chiếm hết rồi. Đúng vậy, nhưng ta biết nơi có những thợ rèn giỏi nhất Trung Nguyên. Việc rèn kiếm đối với họ dễ như ăn cháo vậy. HMMM, chẳng phải người tài thì không đổ lỗi, cũng giống như một người viết thư pháp giỏi sẽ không đổ thừa cho cây bút lông của mình sao. Vớ vẩn, lão cứ thử đi vào nhà của người viết thư pháp giỏi mà xem, kiểu gì họ chẳng có cả trăm cây bút lông. Ha ha, ngươi nói cũng đúng. Đường quân nhạc gật đầu, Đường Môn là môn phái không tiếc đầu tư cho các thợ rèn đệ nhất thiên hạ để chế tạo ra các loại vũ khí tốt nhất. Đúng là dù kiếm không tốt nhưng ta vẫn có thể phát huy được thực lực, nhưng điều đó không có nghĩa là không có sự chênh lệch giữa một thanh kiếm tốt và một thanh kiếm tầm thường. Ta nghe nói thuật luyện kim của Đường Môn là đệ nhất thiên hạ. Vậy nên, còn gì tuyệt hơn nếu Đường Môn rèn ra số lượng lớn mai hoa kiếm và cung cấp nó cho Hoa Sơn chứ? Chuyện này thì ta làm được, đây cũng không phải là chuyện gì khó. Nếu cân nhắc đến năng lực của đường môn thì việc rèn kiếm cho một môn phái có quy mô nhỏ giống như Hoa Sơn là chuyện dễ như ăn cháo. Vì vậy nên, những yêu cầu tiếp theo của hắn sẽ càng khó hơn. Điều thứ hai là gì? Ta muốn đường môn chuyển giao một kỹ thuật cho Hoa Sơn, đường quân nhạc lại trợn tròn mắt. Tại sao ngươi hiểu rất rõ về đường môn mà cứ liên tục nói những lời quá sức với ta thế nhỉ? Nếu không phải là thân tộc thì ta không thể truyền kỹ thuật bí truyền của đường môn cho ngươi được. Tại sao lão cứ nói câu đó mãi thế? Ta có nói đến kỹ thuật bí truyền đâu? hùng vậy là không phải là kỹ thuật bí chuyển của đường môn ư đường môn còn có thứ nào như vậy nữa à nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của đường quân nhạc thanh minh chỉ cởi áo ra mà không nói gì và rồi hắn bắt đầu tháo lớp băng đang được quấn quanh vết thương của mình hùng bây giờ vết thương chỉ còn lại một vệt màu đỏ có thể nói vết thương do bị phi đao đâm vào của hắn đã lành hẳn chỉ trong vòng ba ngày năng lực phục hồi của ngươi thật đáng kinh ngạc đó là nhờ y thuật của đường môn quá giỏi đấy chứ không lẽ ngươi vâng thứ ta muốn chính là y thuật của đường môn biểu cảm của đường quân nhạc trở nên kỳ quái y thuật của đường môn tất nhiên thứ này không thể gọi là kỹ thuật bí truyền của đường môn rồi bởi vì kỹ thuật bí truyền chân chính của đường môn chính là độc và ám khí thế nhưng đây cũng không phải là bí thuật có thể dễ dàng truyền ra ngoài tại sao ngươi lại quan tâm đến điều đó từ trước đến nay cũng đâu có ai đến học y thuật của đường môn bởi vì ta cần đến nó thanh minh nghiêng đầu theo lời của Đường Quân Nhạc thì y thuật của Đường môn không có giá trị đến thế, bởi vì chỉ với y thuật của Đường môn thì chưa đủ để mở y viện. Bản dịch được thực hiện bởi AH team, đăng tải độc quyền tại vlognovel.com, đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM, lý do là gì ư? Đơn giản thôi, bởi vì họ không thể trị bệnh được. Y thuật của Đường môn chỉ tập trung vào chữa trị nội thương và ngoại thương. Cứ thử nghĩ mà xem, nếu không phải là võ giả thì làm gì có ai bị ngoại thương hay trúng độc, hay bị nội thương nghiêm trọng chứ? Nếu chỉ có thể trị thương như vậy mà mở y viện thì đường môn sẽ sớm phải hạ tấm danh bài xuống vì suốt ngày chỉ mong người dân ở đây bị thương mất, thế nhưng Hoa Sơn lại cần nó. Trong giấc mơ, Đường Bảo đã cho Thanh Minh biết thứ được gọi là y thuật quan trọng đến nhường nào. Hắn đã không chú tâm đến lời nói của Đường Bảo, bởi vì khi đó hắn nghĩ nếu hắn càng ngày càng mạnh lên theo thời gian thì vẫn tốt hơn so với việc trị thương bằng y thuật. Bởi vì một khi mạnh lên, hắn sẽ không thể bị thương được nhưng cũng chính vì vậy mà thanh minh đã phải đối mặt với một hiện thực tàn khốc đó là tất cả mọi người đều đã chết nếu khi đó thanh minh biết được y thuật của đường môn thì có lẽ hắn đã có thể cứu thêm được vài người rồi thế nhưng tất cả những gì thanh minh biết lại chỉ là truyền nội công liệu nội công có thể chữa lành nội tạng đã bị tổn thương không không thể có chuyện đó được giá như khi đó thanh minh biết y thuật thì có lẽ đường bảo đã không phải chết như vậy rồi Thanh Minh không thể nào quên được gương mặt của Đường Bảo lúc hắn nắm tay mình nhờ chăm sóc Đường Môn trong khi đang bị một thanh kiếm găm vào ngực. Hắn không muốn các đệ tử Hoa Sơn phải trải qua chuyện đó, bởi vì sự bất lực và nỗi đau ấy quá lớn đối với sức chịu đựng của con người. Xin hãy truyền thụ lại y thuật của Đường Môn cho Hoa Sơn, khi đó hai bên sẽ trở nên thoải mái và thân thiết hơn. Ừm, đây là một việc không hề dễ, ta còn phải thuyết phục các nguyên lão y dược Đường nữa. Vậy nên nó mới xứng đáng trở thành điều kiện trao đổi chứ. Đường Quân Nhạc cau mày, rõ ràng việc này không hề dễ chỉ là ta sẽ cố gắng hết sức nếu đây là cái giá phải trả để có được hoa sơn thì đường quân nhạc có thể làm được à không lão ta nhất định phải làm để có được hoa sơn việc này tuy khó nhưng ta vẫn có thể làm được ta muốn nghe nốt điều kiện cuối cùng đây cũng chính là điều kiện khó nhất đúng không vâng đúng là điều kiện khó nhất đó là gì thế thanh minh hít một hơi thật sâu sau đó hắn nhìn thẳng vào đường quân nhạc nói đây không phải là sự nhờ cậy của hoa sơn mà đây chính là sự phó thác của thanh minh ta hy vọng lão sẽ suy nghĩ về việc trở thành bằng hữu với hoa sơn đó không phải là điều đương nhiên sao chúng ta là đồng minh không phải đồng minh mà là bằng hữu giọng thanh minh chưa bao giờ trầm đến thế này thứ ta muốn không phải là một đồng minh có thể bỏ mặc nhau bất cứ lúc nào còn bằng hữu là người sẽ đưa tay ra khi ta gặp nguy hiểm đó mới là một mối quan hệ mà ta mong muốn lời nói đó không có bất kỳ ẩn ý nào cả đây là việc không dễ để hứa mà dù có hứa cũng không thể dễ dàng giữ được lời hứa đó ngay cả thanh minh cũng biết rõ điều đó nhưng hắn không thể không nói ra quả thực rất khó hiểu đường quân nhạc nói một cách chân thành ta biết ngươi yêu cầu tất cả những chuyện này đều là vì có lý do riêng nhưng ta lại không thể nhìn ra lý do đó là gì không biết ta có bỏ lỡ điều gì không không có vậy lý do ngươi nói những lời đó là gì hmmm thanh minh khẽ nhắm mắt sư huynh đừng có bày ra cái vẻ mặt đó nữa cái tên ngốc này thanh minh mở mắt rồi lắc đầu lão cứ coi như đây là sự thất thường của ta đi thất thường ư đường quân nhạc cất lời với gương mặt cứng nhắc ngươi cũng biết đúng không chuyện gì từ trước đến giờ có hàng nghìn hàng vạn người muốn bên cạnh đường môn đúng là như vậy bởi vì đường môn là bá vương ở tứ xuyên thế nhưng không có ai muốn trở thành bằng hữu của đường môn cả điều kiện này của ngươi thực sự rất thú vị vậy câu trả lời của lão là câu trả lời của ta. Đường quân nhạc nhếch khóe miệng. Đường môn không biết nên đối xử với bằng hữu như thế nào mới phải. Vì vậy ta hy vọng Hoa Sơn sẽ chỉ cho bọn ta biết rằng bằng hữu là gì. Thanh Minh phỉ cười. Chuyện này có gì khó đâu. Nếu vậy thì tốt quá. Đường quân nhạc vừa mỉm cười vừa gật đầu. Xấu hổ thật đấy. Bằng hữu, bằng hữu ư. Đúng là một chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng. Thế nhưng những câu nói như lời bông đùa của trẻ con ấy lại khiến trái tim đường quân nhạc nhộn nhạo. Đặc biệt là khi lời nói đó xuất phát từ miệng của một người mà Đường Quân Nhạc không thể hiểu được tâm tình của hắn. Ta chấp nhận ba điều kiện của ngươi. Được, cứ quyết như vậy đi. Ta biết mối quan hệ đồng minh của Đường Môn và Hoa Sơn sẽ chính thức được xác lập bằng việc này. Vấn đề còn lại bây giờ chính là việc Hoa Sơn có chấp nhận cuộc đàm phán này hay không thôi. Ta sẽ viết một bức thư, lão chỉ cần đóng dấu và gửi nó đến Hoa Sơn. Vậy là xong, ngươi có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy ở Hoa Sơn sao? Đâu có còn hơn cả thế ấy chứ, hả? À, thanh Minh nói bằng một biểu cảm kỳ quặc. Vốn dĩ trưởng môn nhân và các trưởng lão luôn bị các môn phái khác xa lánh và coi thường. Nên nếu họ biết tình hình của đường môn thì có khi họ sẽ khóc vì hạnh phúc mất. Gò má của đường quân nhạc rung bẩn bật. Không ngờ đường môn lừng lẫy thiên hạ lại đi giao du với cái tên trời đánh này. Ta hiểu rồi. Vậy chuyện này. Lão định đi đâu thế? Đường quân nhạc đang định đứng dậy thì giật mình bởi tiếng gọi của Thanh Minh. Ngươi vẫn còn gì muốn nói sao? Nếu ngươi muốn nhanh chóng xử lý mọi chuyện thì ta phải hành động ngay bây giờ. Chúng ta phải thương lượng đã chứ. Chẳng phải khi nãy chúng ta đã thương lượng xong rồi sao. Ây, đó là lão thương lượng với Hoa Sơn. Ngón tay của Thanh Minh gõ bột bột vào một chỗ. Còn cái này thì thế nào? Vết thương, ngón tay của Thanh Minh đang chạm vào vết thương chỉ còn lại một vệt đỏ đó. Đôi mắt của đường quân nhạc run run. Chẳng, chẳng phải ta đã cho ngươi thiên độc đan rồi sao. Ây, đây là chuyện lớn đấy lão nghĩ một viên linh dược của lão đủ để đổi lấy cái mạng của ta. Còn người thì còn linh dược, chứ làm gì có chuyện linh dược đẻ ra con người. May cho lão vì đối thủ của lão là ta nên ta vẫn còn sống đấy, là ta đấy. Vậy mà lão lại chỉ ném cho ta một viên thiên độc đan rồi tính bịt miệng ta lại sao? À, không. khừ, cách đường môn đối xử với bằng hữu của mình thật tàn nhẫn. Làm như ta sẽ cũng hết của các ngươi không bằng. Chật chật chật, thế này thì chẳng có bằng hữu gì hết. Làm người phải biết giữ chữ tin chứ gương mặt đường quân nhạc trở nên tráng bệch vậy ngươi muốn gì ta nói ra được không ta không thể chấp nhận việc ngươi nói đường môn không có chữ tín ngươi cứ nói đi ngươi muốn gì à vậy ư hai mắt thanh minh phát sáng thực ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm đâu ngươi cứ nói đi à không chuyện này không nói bằng lời được hả à, nói rồi thanh minh lục lọi trong chiếc áo hắn vừa cười ra đâu rồi ấy nhỉ ta nhớ rõ ràng nó ở a à, đây rồi ừm đó là gì thế một cuốn sách à thanh minh mỉm cười đẩy cuốn sách vừa lôi trong áo ra về phía đường quân nhạc nói ra thì hơi dài dòng nên ta đã sớm ghi hết vào trong đây rồi hề hề lão không cần khen ta đã chuẩn bị đầy đủ đâu đây là việc cơ bản ấy mà tiện cho cả đôi bên đến lúc này đường quân nhạc mới nhận ra rằng họa từ miệng mà ra và họa sẽ xảy ra khi gặp phải một tên danh ma một lát sau khắp đường môn vang lên tiếng rì rầm của các môn đồ đường môn khi nhìn thấy bộ dạng của đường quân nhạc quay về ngọa phòng đây là lần đầu tiên trong đời ta thấy môn chủ quay trở về với bộ dạng thất thần như vậy đấy bạch thiên nhìn thanh minh bằng vẻ mặt bất lực không nói nên lời tuy hắn cũng đã lường trước được việc cái tên chuyên gây rối này sẽ bày trò rồi nhưng mà đường đột vậy sao ý là suốt quãng thời gian tên tiểu tử này biến mất sau bữa ăn nó đã gây chuyện gì rồi giờ lại về đòi bàn đến mấy chuyện vĩ đại kiểu như làm đồng minh này kia chứ mà còn là hoa sơn làm đồng minh với đường môn nhuận tông cũng mở miệng hắn vẫn chưa thể hết bàng hoàng đợi đợi chút đợi chút đã chuyện hệ trọng như thế này mà chúng ta tự ý quyết định cũng được hả vốn dĩ nhuận tông muốn hỏi thẳng là thanh minh tự tiện quyết định như thế cũng được sao nhưng rốt cuộc hắn vẫn phải cẩn thận mà lựa lời có gì đâu mà lại không được sư thúc cũng có mặt ở đây mà hả bạch thiên sư thúc sư thúc thì làm sao quên rồi hả lúc chúng ta xuất phát Trưởng môn nhân đã trao toàn bộ quyền quyết định việc của Hoa Sơn cho sư thúc rồi còn gì, hả? À, đúng là vậy. Trưởng môn nhân đúng là đã nói như thế, nhưng mà, bây giờ dùng quyền đó luôn hả? Bạch Thiên trợn tròn mắt. Bản dịch được thực hiện bởi AH team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM. Này, này, đợi đã. Trưởng môn nói vậy chỉ là để đề phòng nhỡ có chuyện gì xảy ra ở Vân Nam thôi. Huyền Tông trao hết quyền hạn cho Bạch Thiên, cốt cũng chỉ để các đệ tử của Hoa Sơn lúc ở Vân Nam nếu không liên lạc được về Trung Nguyên thì có thể tự do hoạt động hơn thôi. Làm gì có chuyện trưởng môn nhân dự tính luôn cả việc kết giao đồng minh với Đường môn chứ? Cái thằng này, tự ý kết đồng minh như vậy thì trưởng môn nhân sẽ nói gì đây hả? Đương nhiên là sẽ vô cùng hài lòng rồi. Hê hê hê. Đúng vậy, tất nhiên là sẽ rất hài. Ơ ờ ủa, chết tiệt. Sao mà hài lòng được? bạch thiên ôm chặt đầu làm ơn đi từng bước một thôi thanh minh à đừng có hấp tấp như vậy từ từ thôi phải nghĩ tới những người đồng hành với mình nữa chứ ngươi ăn uống no say luyện công đã đời xong lại đi kết giao đồng minh với tên nào rồi chạy về đây vậy hả phu u bạch thiên suy sụp thở dài một hơi các môn đồ khác của hoa sơn cũng không giấu được vẻ hoang mang làm đồng minh với đường môn á tuy họ không biết vì sao môn chủ đường môn lại chiếu cố thanh minh đến vậy nhưng ai mà lường được mọi chuyện sẽ đến mức này chứ nếu thanh minh gây chuyện thì đương nhiên việc giải quyết chuyện đó là trách nhiệm của bạch thiên tạm dẹp cái sự hoang mang đó sang một bên bạch thiên vừa hít thở thật sâu vừa cố gắng giữ một cái đầu thật lạnh nếu chỉ xét đến kết quả không thôi thì đúng là không tệ mà không không phải là không tệ mà có thể nói là vô cùng hời nếu được hợp tác với đường môn một trong ngũ đại thế gia thì hoa sơn có thể chấp cánh bay cao rồi suy đi nghĩ lại thì vẫn không thể hiểu được tại sao đường môn lại chịu kết đồng minh với hoa sơn Vậy nên nếu cứ thế mà giang tay hoan hỉ đón mừng thì cũng không được. Bạch Thiên hơi cho mày. Thế thái nhân tình không thể đơn giản như vậy được. Sau khi đã sắp xếp lại suy nghĩ, Bạch Thiên nhẹ nhàng lên tiếng. Trước mắt thì vậy cũng được, hả? Bạch Thiên vừa nhìn thanh minh, vừa thận trọng gật đầu. Ta không biết con đã bàn bạc thế nào với đường môn chủ, nhưng dù sao thì mọi chuyện được như thế này là tốt rồi. Con làm tốt lắm. Sư thúc ăn nhầm thứ gì hả? Đồ ăn của tứ xuyên không hợp khẩu vị sao? hay là bị đường môn hạ độc rồi cách hành xử không giống sư thúc chút nào ơ ờ hay cái tên tiểu tử này là đang khen người ta đó hả bạch thiên chán nổi đầy gân máu vừa hô hấp thật sâu vừa cố kiềm nén cơn giận sau đó mới hết sức bình tĩnh mà trả lời nhưng mà ta vẫn thấy lấn cấn hửng truyền thống của hoa sơn xưa nay vẫn là liên kết với cửu phái nhất bang việc bắt tay với ngũ đại thế gia là chưa từng có trong lịch sử con cũng biết quan hệ giữa cửu phái nhất bang và ngũ đại thế gia không được tốt lắm còn gì ừ thì đúng là vậy thanh minh nhún vai sao mà không biết được lý do mà đường môn bắt tay với hoa sơn chẳng phải là để phá vỡ thế vây của cửu phái nhất bang sao dù cùng là chính phái đi nữa nhưng vì không có chung kẻ thù nên cửu phái nhất bang và ngũ đại thế gia cũng đã bắt đầu kìm hãm lẫn nhau rồi ta cũng không chắc nếu bắt tay với đường môn thì liệu có giúp ích gì được cho hoa sơn hiện tại không nhưng đến một lúc nào đó nó có thể sẽ gây trở ngại cho hoa sơn trong việc liên kết với cửu phái nhất bang và khôi phục lại vị trí là một trong số đó Bạch Thiên hướng mắt về phía Thanh Minh, từ tốn giải thích. Sư thúc chỉ nghĩ được tới đó thôi á. Thanh Minh nhìn Bạch Thiên bằng một ánh mắt thần bí. Trước đó, ta có một câu muốn hỏi sư thúc. Hửm, ừ, việc quay về cửu phái nhất bang thì có gì tốt? Hát, hả, à, Bạch Thiên lại nhìn Thanh Minh như muốn hỏi hắn đang nói tào lao cái gì thế? Thanh Minh nghiêng đầu. Có gì tốt nào? Cái đó, Bạch Thiên có chút ngập ngừng. Không phải là hắn chưa nghĩ đến, mà là hắn không biết nên nói từ đâu danh tiếng của cửu phái nhất bang có sức nặng hơn con nghĩ rất nhiều. Tạm chưa bàn đến những thứ khác thì trước mắt là chúng ta có thể thu hút được thêm nhiều đệ tử ưu tú, cũng sẽ có tiếng nói hơn trong võ lâm. Với lại, mấy cái đó mà tốt hơn việc làm đồng minh với đường môn á hả? Nếu kết đồng minh với đường môn ngay bây giờ thì đúng là có lợi hơn ấy. Nhưng nếu chọn đồng minh thì dù sao cửu phái nhất bang cũng vẫn hơn ngũ đại thế gia chứ. Sư thúc, hả? Sư thúc không có tự trọng hả? Bản dịch được thực hiện bởi A Hát Tim đăng tải độc quyền tại vlognovl com đón xem bản dịch sớm nhất tại vlognovl com bạch thiên cho mày con nói vậy là sao ai là người trục xuất chúng ta ra khỏi cửu phái nhất bang chuyện đó là cửu phái nhất bang chính là cái bọn cửu phái nhất bang đó chính bọn khốn đó đã đuổi chúng ta ra khỏi cửu phái nhất bang vậy mà giờ khi muốn gây dựng lại thế lực thì sư thúc lại tính vừa cười hề hề vừa va xin được quay lại ngồi cùng mâm với cửu phái nhất bang á hả quên hết chuyện xưa rồi nối lại nghĩa của á không phải chứ chúng ta cũng đâu phải là đồ ngu thanh minh trợn trừng mắt bảo ta phải cúi đầu trước cái bọn đó á dưỡng không vui chút nào chúng ta đánh đổi cả tính mạng à không chúng ta thật sự đã dâng cả mạng sống này để cứu lấy trung nguyên nhưng cái bọn cửu phái nhất bang đó chẳng hề biết ơn mà chỉ biết lo cho lợi ích của bọn chúng thôi không phải sao nếu thái thượng lão quân cũng phải trải qua chuyện như thế này chắc ông ấy sẽ lấy gậy gõ vào đầu bọn chúng luôn ấy chứ nhưng thanh minh không phải thái thượng lão quân bảo hắn nhịn đi á ây không đời nào đừng có ảo tưởng nữa sư thúc nếu chúng ta với cái bọn cửu phái cửu phiếc gì gì đó thật sự là mối quan hệ tương trợ lẫn nhau khi khó khăn thì hoa sơn đã không rơi vào tình cảnh này rồi bạch thiên cũng á khẩu lời thanh minh nói không sai nếu cửu phái nhất bang ra tay giúp đỡ dù chỉ một chút thì hoa sơn đã không xa suốt như thế này thanh minh hoàn toàn không hề có chút ý nghĩ nào là sẽ quay về với cái bọn cửu phái nhất bang chỉ được cái mã ngoài đó cả để cái danh cửu phái nhất bang cũng chỉ dùng để đếm số thôi chứ được gì quan trọng là khi ta cần thì phải có người giúp đỡ được chứ không phải cái kiểu quan hệ mà lúc không cần thì lại ra vẻ giúp sức để khè thiên hạ đâu tóm lại ý con là đường muôn khác với cửu phái nhất bang khi xưa khi hai bên gặp chuyện khó khăn thì sẽ ra tay giúp đỡ lẫn nhau á chúng ta phải tạo dựng một mối quan hệ như thế đấy thanh minh trả lời dứt khoát làm gì có mối giao hảo nào là tự nhiên mà có chỉ có chúng ta tạo ra những mối giao hảo đó thôi đường môn chắc chắn sẽ giúp ích được cho hoa sơn bạch thiên yên lặng nhìn thanh minh rồi gật đầu nếu tên tiểu tử này đã nhận định như vậy bạch thiên thở ra một hơi quả thực việc chấp nhận ý kiến của thanh minh đối với hắn mà nói cũng là một việc không dễ dàng gì trên thế gian này thanh minh vừa là đứa đáng tin cậy nhất cũng vừa là đứa không đáng tin nhất vậy theo dự tính của con Việc này sẽ không gây hại gì cho chúng ta hết có đúng không? Thanh Minh lại nhìn Bạch Thiên bằng ánh mắt thẫn thờ, "Sư thúc, hả, à, chúng ta kết đồng minh với ai mà phải chịu thiệt thòi cơ?" Sư thúc hơi tự tin quá rồi, không phải sao? Hoa Sơn bây giờ cũng chỉ là một môn phái bé tẹo như con bò rụng lông cây me rụng lá thôi. Một kẻ ăn mày không thể trở nên giàu có chỉ vì nhặt được một thỏi vàng đâu. Hu hù, hù, hù. Bạch Thiên kêu lên đầy khổ sở. "Đã nói đúng còn nói to." Dạo gần đây đúng là vận may ùn ùn kéo đến nhưng hoa sơn thì vẫn chỉ là một môn phái suy tàn chưa thể tìm lại được vinh quang ngày xưa thôi suy đi nghĩ lại thì từ đẳng cấp của ngũ đại thế gia mà chịu chủ động chia tay ra với hoa sơn cũng đã là chuyện không tưởng rồi bạch thiên từ nãy đến giờ cứ liên tục chăn trở hết chuyện này tới chuyện khác vậy mà giờ cũng đã gật đầu thật mạnh triển thôi sư huynh liệu có ổn không ạ à? lưu lê tuyết và nhuận tông hết sức ngạc nhiên trước quyết định của bạch thiên thế nhưng bạch thiên rất cương quyết bình tĩnh đã nào tiểu từ đó muốn kết giao thì nó mới là người phải lo lắng chứ đây là vận may hiếm có đấy ừ ừ dù vậy nhưng mà thật ra chuyện quan trọng không phải là mối giao hảo này có lợi như thế nào với bọn họ chúng ta tự quyết định việc này mà không thông qua trưởng môn nhân thì liệu có ổn không bạch thiên nhiều máy trước câu hỏi của nhuận tông không phải là ta chưa tính đến chuyện đó nhưng chuyện gì cũng phải đúng thời điểm đang khi chúng ta còn chần chừ kéo dài thời gian mà phá hủy mối giao hảo này thì có khi sẽ phải ân hận cả đời đấy ừ ừ ừ trước mắt ta sẽ sử dụng quyền hạn mà trưởng môn nhân đã trao cho để thúc đẩy vụ này. Thay vào đó, Nhuận Tông, con hãy viết một lá thư viết về những điều kiện kết giao đồng minh rồi gửi đi dưới danh nghĩa của Hoa Sơn. Thanh Minh, con ở cạnh hỗ trợ Nhuận Tông. Thật sự là không sao chứ ạ. Ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Trông thấy vẻ mặt kiên quyết của Bạch Thiên, Nhuận Tông gật đầu. Con hiểu rồi, thưa sư thúc. Bạch Thiên lại nhanh chóng quay sang nhìn Thanh Minh. Cái tên nhiễu sự này, thế nhưng cũng còn cách nào ngoài tin tưởng vào tên nhiễu sự này đâu. Nếu là những bậc trưởng bối của sư môn, thì họ sẽ xử trí thế nào? U mờ mờ, đây không phải chuyện nhỏ, cần phải có thời gian để suy nghĩ. Còn nghĩ đông nghĩ tây gì nữa, đường môn vang danh thiên hạ muốn kết giao đồng minh với chúng ta. Làm gì đến lượt chúng ta suy nghĩ yêu sách chứ? Tiểu tử thanh minh nó đã tự mình lo liệu rồi. Đừng lo nghĩ về những chuyện nó đã làm nữa, cứ đồng ý ngay lập tức đi. Câu mặt của Bạch Thiên dần dần giãn ra dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì huyền linh sư thúc cũng sẽ đứng ra giải quyết thôi thanh minh là đứa mà nếu được đề nghị việc gì thì nó sẽ chẳng nói chẳng rằng tự ý quyết định tiền chảm hậu tấu không phải sao chuyện lần này cũng tương tự như vậy đấy nếu vậy từ giờ chuyện của đường môn xem như giải quyết xong rồi sao ừ giờ chúng ta phải đến vân nam thôi thanh minh quay đầu nhìn chiêu kiệt sư huynh huynh đã chuẩn bị xong chuyến thương hành đi vân nam rồi chứ nét mặt của chiêu kiệt bỗng trở nên hơi kỳ lạ tha thanh minh à về việc đó. Hả? Làm sao? Xuất phát liền luôn hả? Chán chiêu kiệt đầy mồ hôi lạnh. Khô, không có, hửm, ừ, không có chuyến thương hành nào cả. Huynh nói gì vậy? Lần trước Huynh bảo chuyến đi Vân Nam sẽ sớm xuất phát nên chúng ta phải nhanh chóng nhập hội mà. Chuyện đó, phụ thân ta chỉ nói dối để chúng ta mau chóng đào tẩu khỏi thành đô thôi. Đại loại ông ấy tập hợp các thương nhân lại để đi cùng chúng ta ra ngoại thành. Khi ra khỏi thành đô rồi thì họ sẽ giải thích lại tình hình với chúng ta. Vậy nên là vậy thương hành này kia đều là giả hết hả d đúng vậy chưa kiệt dò xét ánh mắt của thanh minh thì ra tên vô đạo ác ôn này đã biết thừa việc chưa bình nói dối bảo sao từ nãy đến giờ lưng áo của hắn ướt sũng mồ hôi lạnh thế nhưng phản ứng của thanh minh lại sảng khoái hơn dự đoán kha quả đúng là thương nhân trong tình huống như thế mà vẫn có thể nói dối để tìm đường thoái lui cái này là đang khen hay đang chửi vậy thôi ông ấy lo cho nhi tử của mình nên có thể thông cảm được mà dù vậy thì thật sự không có chuyến nào đi Vân Nam hết hả? Không, không, có thì cũng có. Nhưng cha ta bảo vì giao thương với Vân Nam vốn dĩ rất hạn chế, nên nếu chờ chuyến tiếp theo xuất phát thì chắc cũng phải mất hơn một tháng. Không nhanh hơn được à? Có sắp xếp nhanh nhất thì cũng chỉ cỡ đó thôi. Hùng, nếu vậy thì trễ quá. Thanh Minh gãi gãi sau đầu vài cái. Đã tốn quá nhiều thời gian ở đường mua rồi, nếu còn biết nghĩ cho trưởng môn nhân và các trưởng lão ở Hoa Sơn đang dài cổ đợi nhóm thanh minh trở về thì không thể trì hoãn thêm được nữa. Bạch Thiên trong mày hình như cũng có cùng suy nghĩ. Không thể tìm hiểu thử xem có chuyến nào khác không hả? chuyện đó không dễ đâu ạ. À. chuyến đi đến Vân Nam thật sự rất ít, chỉ một số ít thương đoàn là có thể tham gia thôi. và lại nếu có gì bất chắc thì chính họ cũng sẽ không được quay trở lại Vân Nam nữa. làm gì có nơi nào muốn lên kế hoạch cho một chuyến thương hành như thế. ừ ừ, ra là vậy nếu còn nhiều vả tứ hải thương hội thêm nữa thì thật không phải đạo chút nào sẽ thành gánh nặng cho phụ thân của chiêu kiệt mất thôi vậy phải làm sao thì cũng không còn cách nào chúng ta phải tự giải quyết thôi tất cả đều đồng loạt quay đầu hướng về phía thanh minh đệ tính làm thế nào đừng lo chuyện này thì có khó gì hả khóe miệng thanh minh kéo thành một nụ cười bằng hữu không phải là để giúp đỡ nhau những lúc như thế này sao hả chiêu kiệt nhìn thanh minh bằng ánh mắt mơ hồ dầm Đường Quân Nhạc nhắm nghiền đôi mắt. Đây là thư phòng của môn chủ tứ xuyên đường môn ấy. Lão ta tự hỏi tại sao ở đường môn lại có những kẻ tính tình hấp tấp như vậy, không lý nào lại có kẻ dám mở cửa thư phòng của môn chủ kiểu đó rồi xông vào như vậy, chẳng hề có một dấu hiệu báo trước. Vậy có nghĩa là, ta có một điều kiện nữa, Đường Quân Nhạc từ từ mở mắt, nhìn cái tên đá cửa. À không, nhìn cái tên mở cửa xông vào. Lại gì nữa? Không phải, này không phải điều kiện mà là nhờ vả mới đúng nhờ lão tìm giúp ta một chuyến thương hành đến vân nam bọn ta tính quá giang đến vân nam không có thời gian đâu nên lão chuẩn bị nhanh lên nhé nhờ lão cả đấy nghĩ đi nghĩ lại thì hình như cái từ nhờ vả ở thiểm tây và tứ xuyên nó có nghĩa khác nhau thì phải cái tên đi nhờ vả lại có quyền la lối lên giọng như vậy sao chỉ cần đi đến vân nam là được đúng không không phải vào sâu bên trong cơ cái chỗ dã thú cung ấy thanh minh cười mỉm khi nhìn đường quân nhạc việc này đúng là không dễ chút nào nhưng mà đường môn có thể lo được chứ nhỉ? Ây, dù gì cũng là đường môn mà. Lẽ nào, lo được đúng không? Ta luôn đi, hả? Đường quân nhạc vẻ mặt thất thần. Thà là ngươi xử ta luôn đi, cái tên bỉ ổi này. Sinh thời đây là lần đầu tiên đường quân nhạc cảm thấy hối hận vì đã leo lên vị trí môn chủ này.